nhắc lại kim độc lạ nội địa chung. Hôm nay là phát hiện đây là một vài kim độc lạ đó mọi người, của nội địa chung nha. Bắt đầu với cái này trước, đây là kim sầu riêng. Ê, sầu riêng hả? Cái mùi nó là nó kiếm là một cái sầu riêng tươi luôn mọi người. Vỏ ngoài á, cái gai của nó cũng chi tiết nữa, thì có 79 cành. Mọi người biết sao không? Lúc tôi cắn á, tôi tưởng tượng như là đang cắn một miếng sầu riêng đông lạnh luôn á. Nó hơi ngọt một xíu nha. Thơm phức. Ê mà ngon quá, nhưng mà để 79 cành một cây này thì hơi bị chát ấy. Có thể là một tháng ăn một lần thôi ấy. Nhìn trên bao bì nha, có vẻ giống là kem dâu bột sô-cô-la. Giống hình dữ chưa? Tưởng là nó sẽ là trái dâu bên trong và ở ngoài bọc kem đó mọi người. Trời ơi, con nè. Nó là thuần một cây kem luôn. Ê ngon. Ở ngoài là một lớp kem nha, tiếp tới là một lớp sô-cô-la bên kem bên trong cùng á. Nó có sốt dâu nó nhiều hơn mọi người, nó phía trong nó sẽ ngọt hơn. Tiếp tới là kem hồng. Đây là lần đầu tiên nghe luôn nha. Cái này ok nè, giống là hồng chiêu gió gì á. Tôi thấy giống như là người ta lục cái vỏ ngoài thì bơm kem vào trong gì á. Đúng rồi. Giống y chang gì đó, cái vỏ ngoài thì ăn cái chân hồng mọi người, nó dịu dịu một xíu nha. Bên trong thì nó kiểu không giống như là đá bào gì á. Đây là kem cà phê americano. Ui hay cưng hơn. Cắn vào á, ăn y chang như là bánh cookie cà phê luôn. Kem á nó đậm đắng cà phê thiên béo nhiều hơn. Không bất ngờ nhưng mà cũng ngon. Cái này là kem dưa lưới. Chính đó, chính xác rồi, dưa leo. Nó kem ở ngoài và ở trong nó cũng dẻo. Nó dẻo hơn rõ luôn, nhưng kiểu dẻo như kiểu mochi mà dạng tan chảy á. Kem lựu. Xin xin, trời ơi, dâm đá quá. Tôi đoán nha, cái này chắc có giống mình nước ép lựu ra. Ồ, ê, cái này có thạch lựu đó mọi người. 6 rưỡi vô cái thạch lựu á. Múc quang một lúc 5 loại kem cùng thắng nha. Sầu riêng à, nó thơm quá à. Thiếu quá à. Bình thường là người ta chỉ ăn kem vào mùa hè thôi đúng không? Nay tôi chơi lớn, ăn kem vào mùa đông luôn. Kem caramel hương vani, tôi thấy có đậu phộng ở ngoài nữa nè. Nhưng mà tôi cảm thấy là cái vị caramel của nó không có đậm, không đậm lắm. Nhưng ăn vẫn ngon. Lạnh quá. Không bằng não mọi người ơi. Kem dưa gan. Ê, cái mùi này thơm á. Thơm lắm nha. Cái nước đá nó hơi nhiều ấy. Hồi nãy là tôi ăn sầu kia sầu riêng với lại sữa là ngon rồi đó. Giờ coi thử coi dưa gan này nó có là đối thủ của cái sầu riêng hay không. Béo quá. Classic sô cô la hạnh nhân. Ôi béo quá. Quỷ. Mở ra đi mà. Hay. Tới cái vị trí sao ở này á, vị trí sao nó không rõ lắm, nó không đậm. Tôi có thể ăn một lúc 5 cây kem lận, còn mọi người ăn được giúp được mấy cây?